Tôi là sếp. Ôi! Sếp. Khi các bạn bắt đầu làm việc ở đây, ai cũng đã phải ký một hợp đồng lao động và trong đó có điều khoản cấm cặp bồ. Theo quy tắc của công ty thì một trong hai người phải nghỉ việc. Chọn đi. Em chịu hết nổi rồi. Em thấy quá là áy náy khi mà đổi việc Đức với Liên. Mình cũng như họ thôi. Rồi ai sẽ là người đổi việc mình nếu mà phát hiện ra mình cũng hẹn hò như vậy? Mày rút tiền cho tiền gấp 4 hả? Chết. Thề đi mẹ. Cao Tấn Phát. Phản bội. Bà Nguyễn Thị Phi Vân. Ồ, giỏi. Thương. Ai nữa? Bà Nguyễn Giác Hiếu. Ăn 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 là trúng tay cẳng rồi hả con? Cho mày chết. Cô anh. Oh yeah. Nếu như trong vòng 3 ngày anh lấy lại được số tiền đó thì em sẽ là người nghỉ việc. Không. Nếu như anh không lấy lại được tiền, anh sẽ là người nghỉ việc. Chơi luôn. Ôi, cho răng cái gì mà nó quấn như cháu quẩy vậy? Không anh, cái này nó gọi là tình yêu. Mày yêu cháu quẩy? Anh chim chuột với mẹ của Khải. Một ngày làm sếp thì cả đời sẽ làm sếp.